Bày cho con này hôm nay đã được 14 ngày tuổi rồi nè. Giờ mình sẽ cho nó uống thêm sữa bò ha. Nó mở mắt hết trơn luôn rồi các bạn. Nè, mở mắt ra nè. Đang bú mà bị cắt ra. Nè, uống sữa bò. Sữa bò này mình quậy nó còn ấm ấm nha các bạn. Nó biết uống rồi đó. Uống đi con. Uống đi. Đeo bú mẹ quá. Gì vậy? Còn ấm ấm. Giờ nhắc thêm con nữa ha, cho MC qua luôn. Cá với xì uống trước. Ôi ra. Nhiều khi cũng phải kích kích nó chút vậy nè. Cái bà này kỳ quá hả, chơi gì lấy người ta cái mỏ người ta xuống luôn cho nó đúng. Cho uống từng đợt các bạn, chứ không nó sẽ làm đổ hết luôn cả cái dĩa, là không có để mà uống cái con kia uống. Nó chưa có quen không, nó vẫn thích bú vú mẹ nó hơn. Uống miếng thôi, uống hết thì uống, không hết thì mẹ mày uống. Nó tập bắt đầu rồi đó. Con si nó chưa có chịu, nó chưa có thích lắm. Cá thì uống được rồi, em cá uống được rồi nhưng em si không có thích. Mình hay chích cho nó nếm nếm vậy nè, nó bú ngón tay mình luôn nè, nó bú ngón tay mình luôn nè. Có sữa đâu, nó chưa có một răng. Đâu có sữa, đâu có sữa, đâu có sữa. Không có ghiền hả? Ui, ui, ui. Miếng đi con, miếng nữa đi. Miếng nữa đi, đây cũng bú luôn nè. Nè, đây nè, sữa đây nè. Sữa bò ngọt quá hả? Khác vị sữa của mẹ mày hay sao, không thích bú hả? Không bú cái tay tôi, sữa bò đây không bú bú tay tôi. Xù uống xù, xù uống nha, uống miếng sữa nha. Tới xù bú à. Tay nó nếm cái tay mình. Nó tưởng tượng cái tay của mình là cái gối của mẹ nó. Ô khi thế luôn. Nè, đây đi. Đây nè. Đó, xuống đây. Đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè con. Tưởng ép nó cũng không được. Chỉ đỡ đỡ nó vậy thôi. Nè, đi 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 đi, uống sữa đi, uống sữa đi. Em cá là nhiệt tình nãy giờ nha, em thấy em cá là nãy giờ có bú á, ngon đó nè, sữa ngon ngọt mà. Tiếp đi, tiếp đi cả. Mới tập thôi nên cũng phải từ từ. Đây, em sẽ chọn em này tiếp. Đây là em trứng nè. Ý da, đổ sữa rồi trứng ơi. Nè trứng. Đi trứng. Si bắt đầu bú rồi nè các bạn. Đã bắt đầu, quên, bắt đầu ăn uống sữa.
nó chưa có quen. Hai con luôn. Đi ra. Bú sữa đi. Cho mẹ mày đỡ đần, đỡ vất vả. Rồi nó bò lại, nó đi lại mẹ nó nè. Đó, nó vẫn đeo bú mẹ nó mặc dù không có sữa nha. Cái bình cái này mình cho nó thì nó không thích. Nó uống nè. Nó uống.